ôm ao ôm ao. Hai người bị nhốt đây rồi, lo mà ở trong đây đi, đừng có ôm ao nữa. Bắn này nha, bắn này nha. Nè, mở ra. Trời ơi trời, mấy nhỏ nó ồn ào ghê, muốn ra ngoài đúng không? Muốn ra ngoài thì phải có cái chìa khóa nè. Muốn làm gì vậy, làm gì vậy? Muốn lấy à, nè lấy đi, lấy đi. Trời, dễ gì lấy được. Nè lấy đi, để ra ngoài đây lấy đi. Giờ để đây luôn nè, ngủ luôn. Gì mà nói ngủ, ngủ liền luôn vậy trời. Ông muốn kìa. Lấy hả? Lấy được rồi ta. Mở gối đi. Mở gối. Theo ok. Lấy ta. Bỏ này. Ui, mở đi. Thoát được rồi. Yeah. Ai tôi kìa, đứng lại. Ai da, trời ơi, tức ghê, hồi nãy trốn được rồi xong bị gọi là ông cai ngục bắt tụi mình lại, bọn còn xả nước dưới đây nữa chứ. Cái gì vậy trời? Trời ơi, cái gì đây? Đây là nhà tù nước hay cái gì đây? Nhà tù ua cùng bơi được đó nè. Em nghĩ là nhà tù sống thần rồi. Ok các bạn, bây giờ hai chị em mình sẽ quyết thoát khỏi trong cai ngục xấu xa đó. Yeah. Nghĩ sao bắt hai chị em tôi giờ? À mà khoan, sao chị chiêu vậy? Trời ơi, chưa giờ thấy nhà tù nào nó hài hước vậy các bạn, nên tôi phải bơi thử ai đây bơi là cái. Ok các bạn, trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên giúp video của Sim Sam được. Đăng ký like và có bao nhiêu việc này? 3 2 1 Thank you. Cảm ơn rất là nhiều. Còn 12 chị em mình sẽ thoát khỏi nhà tù sóng thần. Ok. Đây là nhà tù sóng thần. Trời, chị thấy nước nó đang ngập dần dần không? Tức là ông ở với ta, ông bảo là nếu mà các người không thoát khỏi đây, ta sẽ cho các người gọi lại với ta bị ngập bởi sóng thần. Trời ơi. Ôi, nghe thấy sợ đó các bạn. Trời ơi, nhà tù. Ui, chị Trinh kia, nước nó ngập quá trời luôn. Trời đất ơi, cái ông cai ngục này ác thật sự. Trời ơi, ổng định gọi lại với ta dìm rồi dìm tụi mình tỏi luôn á các bạn ơi. Ông đừng tự ông đổ nước vào đây mà dọa đâu tụi tôi nha. Còn ôi chị gái cai ngục, chị có sao không chị gái ơi? À, mấy cái đứa chốn ngục này, cứu ta coi. Ôi, ta sắp bị rớt rồi nè, cứu ta coi. Mình có đi cứu chị ấy đâu chứ, em thấy chị ấy đạt em dở quá à. Thôi em tất nhiên là không rồi, bà em... là chắc chắn là người xấu rồi. Thôi, bắt tụi mình còn bắt mình cứu bà nghĩ thôi. Sao vậy? Thôi xin lỗi chị gái nha, cái này là do chị rớt thôi. Ok thôi, cẩn thận. Trời ơi, em sẽ không bị mắc kẹt trong cái nhà tù sống thật rồi đâu. Đấy, rồi, mà tính ra nha, từ trước bây giờ chị em mình thoát rất nhiều khỏi nhà tù. Mà đây lần đầu tiên hai chị em mình thoát khỏi nhà tù sống thật đúng rồi người. Vừa okay. Mắc nhà tù vừa bơi kìa, đã chưa? Bơi, 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 bơm nước, bơm nước. Sớm luôn các bạn, sắp hè rồi đó, là đi biển đồ đó. Có khi là em nghĩ là
sắp tới hè hả chị em mình nên đi biển đi. Đó, quay cái clip biển cho mấy bạn coi. Đây ui. Ui, nó tắt kìa, sao ơi chị cẩn thận nha. Nó gãy. Đó, nó gãy nè. Đây, để em nhảy. Đó. Ôi. Chị gãy nè em. Chị định là dùng lúc nhảy vô để tạo highlight. Hóa ra highlight quá rớt xuống luôn. Rồi, ok, tiếp nè. Rồi cái gì đây? Trời ơi. Gai. Ui. Cái em đây cũng cái hệ sinh thái luôn hả? Em cái này có bảy miệng. Gì mà mini gì vậy? Gì đây? Rong reo gì? Nhìn không hiểu hết trơn vậy. Có săn khô cắt kiểu nó trở đây nhà tù nghỉ dưỡng mấy bạn. Ui trời ơi, cái gì dễ thương vậy? Trời ơi, cái gì tắm này tắm miếng. Ui Sam ơi, cái cục. À! Ui, cái cục liễu nó lăn xuống. À em biết rồi. Đây nhiều thiệt. Nó nhiều nước quá nó chạy không có được. Đây trời ơi, thấy không? Nhiều nước quá không chạy được luôn. Cái nhà tù nó làm mờ. Ông em ơi, bị con có bị cái voi chặn đây mà nhìn nè. Là chị thấy nó rớt xuống cái bị chặn luôn. Giùm đứng đây nhìn đi, đứng đây nhìn tí đi, từ từ đứng đây nha, em thử đây nhìn sao. Trời ơi. Nó bị chặn. Bạn cái voi làm cái nhà tù này. Đó. Ai làm nhà tù này? Nước quá. Ôi có chú cai ngục, chú cai ngục kìa. Rồi. Ôi chú gãy bông nữa. Yêu. Chú gãy bông nữa, chú ơi. Chú ơi, chú phải thoát khỏi đây, chú ơi, cái nhà tù này sắp trở thành sóng thần rồi, lát là chú bị ngục đó chú ơi. Bị chú cái ngục cắt rồi. Chị nằm luôn, chị bị đánh nằm luôn em ơi. Trời ơi. Em cũng bị nằm nữa. Đây em mở được cửa thôi. Chú cái ngục à. Con nói chú nghe, chú phải thoát khỏi đây. Cái nhà tù này kiểu gì cũng bị ngập rồi chú. Chú thấy đúng không? Rồi. Ủa sao đi đâu? Trời ơi, cá nó còn lên, cá còn lên làm tổ rồi thấy không? Trời. Nước ngập hết trơn rồi. Nước ngập cát kiểu vậy, chú phải chạy chú ơi. Chứ con thấy là tình hình là rất là tình hình rồi đó chú ơi. Đó. Nước không nó tràn tùm lum la luôn nè. Đó vô đang tràn từng 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 cái một nè. Đó. Rồi, gạt lên. Đấy, thấy ở đây lâu thế nào thành người con vậy, người con của biển cả luôn á. Trời ơi, em mà tính ra em thấy cái nhà tù này hợp với chị á. Chị là chỉ là đứa con của biển mà. Còn em là đứa con em bơi. Chị ra biển bơi còn đã hơn, trong này là nhà tù nước nó sao em, nước nó đâu thơm tho đâu. Ok, okay. Rồi, tới lúc uống nước tăng lực. Wow, nhảy xuống xin ơi. Ui, chị nhanh ghê à. Trời ơi. Ủa gì vậy? Em uống nước nhiều quá em bị say xe ấy, say sóng cái gì đúng không? Trời em bị say sóng. Trời ơi, các bạn nhìn kìa, nước nó ngập quá trời luôn kìa. Ngập lên gọi là chú cai ngục siêu to khổng lồ luôn. Cái chú ông này là uống nước dữ lắm nên bự này em hiểu không? Nước phình ra, phình dễ sợ chưa? Đúng rồi, các bạn nhìn nè. Trời ơi, chú cai ngục gọi là... Chú cai ngục mình là bị ngập dưới sóng thần rồi. Trời ơi không được. Hai chị em mình không thể nào để cơn sóng thần này gọi là chúng ta chiếm lấy hai tụi mình được. Mình phải thoát khỏi đây. Đó. Nhà tù lê. Nào mình cũng không thể thoát được. Cái nhà tù này là cái gì? Nhà tù này chỉ là sóng thần thôi. Đúng rồi đó. Mốt có cái gì mà bão tố phong ba được. Em khoan, mốt có cái nhà tù là lốc xoáy không ta? Em mà lốc xoáy vậy là tụi mình sẽ bay tưng tưng lên trời hả? Hay gì? Tụi mình không dùng chân tụi bay vậy như tay vậy á. Trời ơi. Ui nó ngập nước quá trời đấy bạn ơi. Đấy. Ok. Ây da. À quên, lấy cái thang thường. Đây. Lấy thường thang. Thường cái nhà tù này nó khô lắm mà. Bây giờ nó ướt, dễ sợ ướt ác, dễ sợ đấy đâu. Ây da. Ôi, em mơ cái ghế không có được. Ôi da 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 da. Ôi, ôi chết chết. Cái gì vậy? Ôi. Ui, ở đâu vậy? Ui, ôi da. Gì vậy? Ui. Trời ơi, em bị góc lát xong bay ra ngoài không gian luôn. Trời ơi, là gì vậy? Gì vậy? Em vượt ngục nhanh đi. Ôi, em bay khỏi không gian luôn. Trời, đó là cái nhà tù quỷ thần này. Ok các bạn, nếu... Ây, trời, em đang bay ở đâu á? Skip không được luôn. Ui gì vậy? Đang chơi nửa chừng mà. No. Trời. No. Không sao, chị sẽ ngồi đây chị đợi em. Trời ơi. Chị sẽ đợi em. Em rất là vô lý nha. Chết rồi, em bị lỗi rồi. Roblox bị lỗi rồi các bạn ơi. What? Đúng là Roblox hiện tại em bị lỗi bạn ơi. Đó có bạn nào mà không biết có bạn nào vẫn đang chơi được hay không? Đừng coi con mình nha. Ơi, em đang bị lỗi luôn á. Em đang bị lỗi mất, luôn mất nè. Mất mà cũng bị lỗi à. Cái gì vậy trời, alo? Cái gì vậy? Ôi, ok các bạn, hiện tại là mình đang bị lỗi nên mình sẽ quyết định chuyển qua cam của Sam để chơi cho các bạn.
không hiểu lắm. Ok, let's go. Much 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 later. Ôi trời hên quá bạn ơi, cùng hết lỗi rồi. Trời sợ quá, bây giờ mình phải cẩn thận. Ây da, đừng. Chị đứng đợi em nha. Ây, bây giờ chị quay top cái đó. Ây, ủa sao lấy được cái ghế này ra ngoài ta? Đây, mình để ra đây nha. Rồi. Ok. Ôi chị đang đợi em nè, chị đang đợi em nè. Rồi em lên được rồi. Yes. Where are you? Em đây. Trời đất ơi, lỗi Roblox ghê quá. Trời ơi đây. Bây giờ tiếp theo, ui các bạn ơi, nút đăng dần từ từ hay sao? Mình thấy nó càng ngày càng cao luôn á. Đợi em xíu, em sẽ qua với chị liền. Cái nhà tù sống thần này ngươi sẽ không thể đánh bại được ta đâu. Hãy nhìn sức mạnh ta đây. Đó, leo lên. Đấy, rồi không bỏ cuộc. Nhất định là không bỏ cuộc. Ây da, ủa chị gái mình đi xa dữ rồi trời. Ủa chị gái gì đâu đây, à? Đây, trên đầu em luôn á. Chị trên đầu em luôn, chị đứng lên. Hello. Chị đứng quay giật top quá trời. Giờ cũng đứng lên. Okay. Rồi, đi thôi. Rồi, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của hai chị em mình đó chính là tắt mấy cái van này. Đó, tắt mấy cái van khí này. Đó. Tắt cái này không có gọi là giúp ích cho việc nước nó dừng lại đâu, nhưng mà ít nhất giúp cho mình đi qua được đường các bạn ơi. Đấy. Đúng rồi. Ok. Trời ơi. Này, bầu lên, bầu ơi, thôi mới biết cùng tuy rằng khác giống như chung một nhà. Ủa, đó. Ủa sao mình lại đọc cái đấy ta không hiểu. Rồi, ok. Rồi. Vô trong này nước nó vô não em giờ hai ăn sẵn hết trơn luôn, chị cũng sắp sẵn rồi. Trời ơi. Ok. Rồi, đây. Cái van cuối cùng. Hui. Tan. Khóa thành công. Chị gái ơi, đi thôi. Đây, ê đừng nói tí nữa lên, nó dùng cái súng gọi là siêu to lồ để nó bắn mà là súng gì đó, súng nước nha, chơi súng nước nên mình em mệt đấy nha. Lắm. Đừng nói giờ là chị đợi. Là chị sợ nước lắm rồi đó em ơi, giờ chị là cái mập sợ nước nha, gặp nước chị sợ luôn rồi. Trời ơi, nhà tù đâu mà nhức đầu dễ sợ luôn á bạn. Trời ơi, đúng rồi, tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Đây, ok. Rồi, hai chị em mình đã qua rồi. Yes, ok. Qua. Chơi xong này xong đó, phòng thử của bạn là một chai nước suối kia chị sợ luôn. Tôi sợ nha. Vô đây nhà tù nước rồi còn cho tặng cho chai nước lông bên trời. Chị nói gì vậy? Lát nữa cho chị chạy bịch nước biển. Trời ơi, cho chai nước biển đi chị, truyền cái chi não gì giờ chị mệt rồi. Giờ nhức đầu bạn ơi, từ nhức đầu. Wow. Rồi, chị gái tôi. Rồi, ok. Đi lên. Bây giờ hiện tại tụi mình đang đi 17/23 rồi. Rồi tụi mình sắp tới boss rồi các bạn ơi. Đây. Rồi, đây. Chu xuống và bông đi lên. Quá đơn giản. Quá dễ luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo. Đấy. Tiếp theo là rồi. Là biển. Ôi trời ơi, nấu em mà dưới nước là nấu cái gì? Bây giờ tụi mình sẽ đánh boss rồi là bằng cách bơi với biển à, giỡn mặt hả? Các bạn nhanh nè. Trời ơi. Ủa, giờ bắn súng sao? Vừa bắn vừa bơi à? Alo, ổng chạy kìa. Ok. Rồi. Em biết rồi, bị hai chị mình vừa chạy vừa nhảy. À không, nhảy nó chạy chậm lắm. Đây, lấy cái súng trước. Ây da, ổng ném, ổng ném đoạn vô người em. Ê, nhảy. Rồi, vừa chạy. Ok. Đây. Rồi, lấy súng. Rồi, chạy. Chạy. Trời ơi, vừa lấy súng vừa bơi rồi. Ôi da. Đó, trời ổng chạy nhanh quá các bạn ơi. Ổng, tính là ổng chạy không tụi mình phải bơi luôn á. Đây, bùm. Ê, mắc kẹt đây nè. Ủa, hết rồi. Đây, em vừa chạy. À đây, ổng mắc kẹt rồi. Đây. Trời sao ơi. Sao bắn được kìa ông nội, sao bắn được vậy? Gì kỳ vậy? Đây. Bắn được. Ây da, đau nha, ổng ném vô mặt em. Đây, này thì dám đánh tụi tôi hả? Đây nè. Bum. Này nè. Bum. Bum. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đang cần tiêu diệt con boss này thì các bạn cũng đừng quên ngay đoạn này, đừng quên giúp cho video của Sim được đăng ký like và cộng có 3 giây việc này. 3 2 1 Thank you, cảm ơn mọi người đã tiếp động lực cho Sim. Bây giờ Sim sẽ tiêu diệt cái ông gọi là chúng ta đầu bếp xấu xa này. Ai á? Ông thoát được rồi. Ông thoát được rồi. Yeah. Ok, may quá trời. Các bạn thấy không, dù địa hình hơi khó khăn với hai chị em mình, nhưng hai chị em mình cũng gọi là tiêu diệt được gọi là ông đầu bếp xấu tính. Đấy, bơi. Ủa khoan, nó chừa xuống đây là mình gọi là đáp nguyên một cơn nước sóng thần nha. Đâu, để coi. Trời ơi, bắt vô đây là uống nước mệt. Trời ơi. Ôi chị đâu rồi. Trời ơi, lăn đầu mình long não luôn các bạn. Chứ đầu mình lắc lắc lắc
rồi, tiếp theo. Đúng là cái nhà quá tù sống luôn. Thần này nó quá trời quá đất rồi các bạn. Lần sau là không dám vô sống thần nữa. Lát để cho mình, có khi cho hai chị em mình hai bịch nước biển đó các bạn. Đó, nghi lắm. Đây, ở trên nghi này. Nghi lắm. Ồ. Đây, laser. Trời, may quá laser. Còn tưởng tí như là gì ta, cái tia gọi là gì ta, tia nước nó chắc mệt đó. Trời, lên nước. Xịt nước cho người, nó ướt người luôn. Đây, 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 laser. Đó, tụi tôi qua được hết. Đấy, ok, ok. Rồi, qua đây. Yeah. Quá là vậy. Rồi, ok đó ạ. Bỏ ra xin ơi, nhìn kìa, phần trăm 91% kìa, 91% kìa. Bây giờ hai chị em mình sẽ gọi là đối mặt với con chùm cuối các bạn ơi. Đấy. Và mình rồi. Chắc chắn mình hy vọng cái tên chùm cuối này không phải làm từ nước là vệt luôn các bạn. Mấy bạn đã sẵn sàng lấy súng nước bắn cái tên boss này chưa? Mình sẵn sàng rồi. Em chuẩn bị hai bịch nước muối nè. Đấy, ok. Rồi đây. Muối luôn hả? Đây, chị okay, ơi, để chị cho nó cống cho ổng, cho ổng sò chơi. Chị nghĩ là nước cống okay. Nó chơi được ổng thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái ván này. Đó. Hai. Rồi, yes, ok, em đã qua rồi, được rồi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngăn này các bạn hãy dừng lại việc ăn cơm, chuẩn bị lấy súng nước ra bắn cái tên này. Đúng rồi, bây giờ hai chị em mình sẽ đối đầu với tên gọi là gì ta? Tên cai ngục phong cực. Đó, chùm cai ngục phong cực. Phong cực, okay. Sống yeah. Thần đó, phải nói đầy đủ tên. Ôi. Đúng không? Ôi. Ủa? Ủa sao ngủ rồi? Ủa gì đây? Ủa là mình dậy chưa? Hay là chết rồi mình đi lộn giờ ngủ người ta xin mời 12 giờ chưa? Ê tức là hồi nãy em thấy là hồi nãy ông bắt mình ông ngủ giờ ông còn ngủ nữa hả? Trời nhà tù mà cũng có ngủ trưa nè tôi mới biết vậy. Ôi! Ủa ông ngủ ông cũng chiến đấu với mình á? Ủa áo vậy? Ôi trời ơi cái ông nội này. Ông ngủ mà ông đánh tụi mình được hả? Trời ơi ông ngủ kìa ông có đi đâu? Ông đâu có đi đâu sao? Bị lừa Sim ơi, ông bị gì vậy? Ủa? Sao ông này bị gì á? Ủa ông mắc hoài vậy? Ủa? Ủa rồi xong. Ông đang mớ ngủ em ơi. Ủa, ông đang mớ hay sao mà người? Cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy trời? Chú có sao không chú ơi? Chú ơi. Chú ơi. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn rồi nổ luôn. Ủa? Cái gì vậy ta? Ủa là sao ta? Ủa là ông buồn ngủ hả? Ủa là mình chiến đấu chùm cuối dữ chưa? Ủa vậy là ai biết rồi, vậy là hồi nãy là ông đang ngủ là ông mớ ông đánh tụi mình đó. Trời thì đó nè chị nói đó ơi. Ông mớ ngủ ông đánh tụi mình. Ủa cái gì vậy trời ơi? Trời không là hiểu sợ luôn. Chứ chưa sao đằng đầu nhìn ngầu lắm, đầu nhìn cũng ngầu quá trời ngầu luôn. Rồi ok ơi. Đây sao đứng đây nè. Rồi ok các bạn nói chung là cuối cùng hai chị em mình thôi bây giờ có Sam xuất hiện ở đây luôn đi Sam. Ok các bạn, bây giờ hai chị em mình xem sao đã thoát khỏi nhà tù sống thần của ông gọi là cai ngục phong cực xấu xa rồi thì các bạn thấy như nào? Các bạn comment phía dưới xem biết nha. Và trước khi kết thúc video này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của xem sao được đăng ký like và cả 3 giây cuối làm việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, mà khoan, hình như cũng có một video liên quan tới việc hai chị em mình vừa ngủ cũng khá là dễ thương luôn á. Đây, đây chính là video này, các bạn muốn xem tiếp không? Xem tiếp cùng xem sao nha. Ok. Mọi người ơi, mình gặp vấn đề lớn rồi. Thì như các bạn đã biết thì mình có chị gái, đó chính là Sammy Đào. Chị gái của mình bị bắt trong ngục tù Roblox. Và chị ấy còn gửi cho mình mật thư nữa. Hãy cứu chị Sim ơi, chị đã bị cảnh sát Roblox bắt đi rồi. Cứu chị với. Vậy là chị mình đã gặp nguy hiểm hả? Và bây giờ nhiệm vụ của mình đó chính là giải cứu chị gái Sammy Đào của mình bị bắt oan uổng ở trong nhà tù Roblox với mọi người. Mang danh em gái xinh đôi của Sammy Đào, mình có thể để chị gái mình bắt cóc trong nhà tù được. Ý thôi các bạn ơi. À mà khoan, trước khi bắt đầu video này các bạn đừng quên giúp cho video của Sim được 5.000 like và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ giải cứu Sammy Đào tôi. Let's go. Mà bây giờ không biết kiếm chị gái mà ở đâu ta? Nói chứ. Cái gì vậy? Truy nã Sammy. À, thì ra đây chính là gọi là gì ta? Chú cảnh sát bắt cóc chị gái của mình nè. Nè, chú cảnh sát. Hả? Cảnh sát này còn là con dịch nữa chứ. Quá đáng thật mà. Nè, chú cảnh sát dịch ra tại sao chú lại bắt cóc Sammy hả? Trời ơi, đúng là chú lại bắt nhầm người rồi. Bây giờ nếu chú mà không thả chị gái của con ra, con nhất định sẽ con nhất định sẽ mét ba mẹ. Chú sợ chưa? Bắt được rồi. Ê à, lỡ manh động xíu thôi chú cảnh sát bắt mình vô tù luôn các bạn. Giờ là chị gái mình nên giải cứu mình hay là bây giờ là mình nên giải cứu mình ta? Mình cũng không biết nữa nhưng không sao. Dù sao vào đây cũng hay mà bây giờ mình vào được đây chắc chắn mình có thể giải cứu chị gái của mình. Ok, chị ra mà chị đợi đó. Nhất định em sẽ giải cứu chị. Ok.
Trời ơi, nghĩ sao bắt cóc chị gái tôi vậy hả? Trời, tính ra cái ông cảnh sát thì cũng xàm nữa. Tôi chị ngồi lớn tiếng xíu thôi mà ông bắt tôi vô đây luôn. Trời đất ơi, tôi chỉ muốn giải cứu chị gái tôi thôi mà. Ồ, mình để ý trên tường có rất nhiều mũi tên các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi theo hướng mũi tên nha. Ok, ok. Hình như có một ai đó đã vượt ngục các bạn ơi, nên cái thanh sắt này bị cắt đi nè. Thằng thanh con này. Im lặng nha. Hình như có ông cai ngục kìa. Không biết nhỏ Samida đâu rồi ta. Thiệt tình kiếm nó đẩy chữ không có. Không biết nó trốn đi đâu nhờ. Tức ghê trời. Ông ta thấy mình vậy? Hình như cái ông cảnh sát này bảo là Sammy đang trốn. Tức là chị gái của mình cũng đang trốn hả? Ui trời ơi, sao chị trốn vậy? Em vô đi cứu chị mà. Bây giờ làm sao để chạy qua đó ta? Thôi cứ chạy liều thôi. Ui, ông phát hiện mình rồi. No. Ui sao trong này không có ai vậy? Sao có chắc tôi vậy? Ủa cái gì vậy? Đừng nói trong này ai cũng trốn nha. Ôi chú ơi, cháu bị dính chân, tôi đừng bắt cháu. Trời ơi, cháu chỉ vô đây giải cứu chị gái cháu thôi. Chú ơi, đừng bắt cháu. À, con nhỏ này dám trốn ngục sao? Đứng lại cho ta. Đứng lại, tao bắt vô nè. Đứng lại, đứng lại. Ơi, cháu có bị gì đâu, cháu có phạm tội gì đâu. Đừng bắt cháu. Thôi, ok, ok. Không, chạy các bạn ơi, chạy ra. Chú cảnh sát đã không biết gì nữa. Ôi, bật mình á, con nhỏ kia đâu rồi ta? Mới chạy thôi mà. Ôi, bật mình quá à. Thôi, ok, ok. Đi tiếp. Thôi, ok, ôi. Hình như là có người thoát khỏi đây nên có gọi là vẽ mấy cái mũi tên này nè. Trời ơi, cảm ơn ai đã thoát khỏi đây vẽ mũi tên giúp mình nha. Ôi, cẩn thận nha. Đi mà không cẩn thận là té xuống đây là đi lại từ đầu các bạn. Đó, phải đi là cẩn thận. Đấy, ok ok. Không biết ai là người thoát khỏi cái nhà tù đầu tiên ra. Đừng nói là chị gái mình nha. Trời ơi, em vô đây kiếm chị mà chị thoát khỏi đây là em không biết kiếm chị sao á. Ôi, ở đây có cái quạt mọi người ơi. Ôi, cái gì đây? Dummy, trời ơi, tưởng tên là Sammy. Trời ơi, hello bạn Dummy. Hello bạn ngốc nghếch nha. Trời ơi, sao bạn này không chung vượt ngục của bạn này đứng yên vậy ta? Bạn ơi, sao bạn không vượt ngục tiếp vậy? Thế là xong rồi, cuộc đời của mình vậy là xong rồi. Sẽ không ai cứu được mình cả, mình sẽ ở đây mãi mãi. Trời ơi, bạn có gì mà bi thảm dữ vậy? Trời đất ơi, mình bắt oan là mình thoát ra khỏi đây thôi. Trời ơi, đi nè bạn. Trời ơi, cái bạn này cứ đơ đơ hoài à. Trời ơi, ui cái gì vậy? Eww, các bạn có nhìn kìa. Chất axit hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ai thả axit vô đây vậy? Trời ơi, tôi nghĩ nếu mà rớt xuống đây một cái nha là xác định là không còn cái xác luôn. Trời ơi, còn mỗi mấy bộ xương thôi các bạn ơi. Ôi, ở đây có cái cần gạt. Mình bấm cần gạt thì sẽ có một cái con đường đi ra. Trời ơi, hay quá. Mình quá thông minh luôn các bạn ơi. Trời ơi. Rồi, đi tiếp. Trời ơi, ui. Ôi, ở đây có cái mũi tên. Mũi gì đây? Uống nước tăng lực hả? Nhông. Ủa gì vậy? Ô, mình uống nước tăng lực vô mình chạy nhanh. Trời ơi, mình chạy như siêu nhân á các bạn ơi. Chiu. Wow, trời ơi, trong nhà tù có nước tăng lực kiểu này á. Xinh dữ vậy. Ok ok, đây. Tôi đã có sức mạnh của siêu nhân chạy nhanh. Đây, Super Flash đó. Ui, trời ơi. Ui, ước gì mình có sức mạnh này các bạn ơi. Đấy, cái này là mình đảm bảo là không ai dí được mình luôn các bạn ơi. Đấy, ui. Chạy. Đó, thấy tôi ghê chưa. Đó. Đấy, chạy. Ui, hết chạy nhanh rồi. Trời ơi, tiếc ghê á. Mình muốn có sức mạnh chạy nhanh chứ bộ. Ok ok, đi lên đây. Ồ, Sam ơi, chị đâu rồi? Em tới cứu chị nè, mà sao chị đi đâu mất tiêu rồi? Sam ơi, Sam. Ôi, chị gái mình vẫn chưa trả lời các bạn ơi. Rốt cuộc chị gái mình đang ở đâu? Đây là chỗ để gặp người thân nè. Có ai không ạ? Có ai đó tới thăm tôi không? Ôi, mình phá được kính nè. Nhưng mà khoan, mà cái này là ở đâu ta? Từ tôi coi. Ôi, đây không mở được. Vậy là mình phải phá kính đi thật rồi các bạn. Vậy là mình phá kính đi thật các bạn ơi. Ui, may quá. Này mình phá kính không ai phát hiện. Có mình bị phát hiện đảm bảo bị bắt lại cho coi. Ok. Ôi ơi, có mũi tên. Ủa cái gì mà nhiều mũi tên vậy? Ủa đi đâu? Ok, mình sẽ đi theo cái mũi tên bên phải trước nha. Sam ơi! Sam! Chị có ở đây không? Em tới cứu chị nè, Sam ơi! Sam ơi! Ôi, hình như ai cứu tên mình, đúng không? Ai cứu mình đúng không? Đang phải nè, ngồi tiếp. Cái gì vậy anh ơi?
ở đây có cái chìa khóa màu xanh. Ủa chìa khóa này làm gì ta? Ừ, không biết, thôi cứ lượm đi. Sao cái chìa khóa này xanh đi chang cái tóc mình mọi người. Thằng con con này. Mèo Simmy nè, à cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi. Đứng lại cho ta, ta sẽ bắt ngươi vô ngục tù. Kha 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 kha. Đứng lại đi nhóc con. Ơi cái gì vậy chú? Trời ơi, con đã bảo là con không có làm gì hết trơn á. Con vô đây con giải cứu chị con. Trời ơi, chú sẽ tránh xa con ra đi. Trời ơi, sao cái chú cảnh sát này đuổi nhanh vậy? Trời ơi, con chảy nước mũi nữa. Ok ok, mở cửa mở cửa. Mình có chìa khóa mà đúng không? Ôi, mở được chìa khóa rồi. Hên quá, hên quá. May mà có chìa khóa không là đảm bảo cái gì đó. Sao nó lại có cái chìa khóa? Ồ, gì đó? Đường hầm bí mật. Wow, cái gì vậy ta? Ôi, có đường hầm bí mật. Trời ơi, không ngờ cái nhà tù này nhiều đường hầm bí mật dữ vậy. Ok, Sam ơi. Trong mày vang dữ vậy. Sam ơi. Trời ơi, vẫn chưa nghe tiếng sao các bạn ơi. Sợ gì ta? Ú, trời đất quỷ thần ơi, cái gì vậy? Á, ây da. Ui, trời tôi bay sát luôn các bạn ơi. No, oh my god. Ok, bây giờ cẩn thận. Ui, cái này chém vô cái là người mình không có cái gì luôn. Ok, ok, ok. Ồ, ở đây có cần gạt. Hai cần gạt. Ok, ok, hai cần gạt đúng không? Chạy qua. Bấm. Rồi, ok, ok. Ui, trời ơi, cẩn thận, con chuẩn bị chém. Cẩn thận nha. Chém cái là giờ còn ấy ghi ra. Còn mỗi cái xương thôi các bạn. Ok, bấm. Đó, ok, ok. Đấy, qua được nè, qua được. Rồi cái gì đây? Ủa, rồi cái này sao đi qua? Món này sao đi qua? Ô, được, 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 được. Ủa, cái chỗ này là cái gì vậy? Hay, hay, hay. Hay là, ủa, cái này là thổi chơi thôi à? Ôi, a à, đau quá à. À, cái này là lửa hả? Ủa, rồi sao đi qua? Hai mình cứ đi qua nhanh nhất có thể. Hi. Ok ok. Hi. Đừng có thổi, đừng có thổi sim. Ok ok, rồi tiếp tục lái gì đây? Ui. Ô, trời ơi các bạn nhìn kìa, toàn là gai góc quá. Ê, ghê quá. Ok 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 ok. Hi. 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 Ôi trời sợ quá. Ôi trời, tiên tới đoạn này xem rung mê các bạn ơi. Ok, nếu bạn nào xem tới đoạn này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5.000 like để giúp cho Sim giải cứu được chị gái của mình nha. Và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ Sim sẽ tiếp tục giải cứu chị gái của mình thôi. Ok, rồi, ok, ok. Trời ơi, cái gì mà ghê dữ vậy. Ui, trời các bạn nhìn nè. Đi vô là lũng rồi sao. Trời ơi, đó, ui trời, nó đâm kìa. Ui trời kinh dị quá đi trời ơi. Ok ok, rồi đi qua. Cẩn thận, đúng là nhà tù khó nhất trong Roblox có khác. Trời ơi, nhìn nó kinh quá trời quá đất luôn. Đấy, ok. Thôi, ở đây có sợi dây. Ôi, có sợi dây rồi, yes. Trời ơi, mà sao nãy chưa thấy chị gái mình ta. Ôi, ok ok. Ôi, trời ơi, xích lũng đầu cái gì đây. Số này cảm giác nó sẽ gãy. Ôi, ôi nó gãy thật. Ôi, nó gãy các bạn ơi, nó gãy. Ủa sao nó mới gãy rồi. Ôi trời, ủa gì vậy. Ôi, ôi chú cảnh sát nữa. Trời ơi chú ơi, sao chú đuổi con hoài vậy. Trời ơi chú ơi, sao chú đuổi con hoài vậy. Sao chú không tha cho con vậy. Chừng nào nhóc chịu vô nhà tù thì ta mới chịu tha. Đi vô đây. Trời ơi chú này dai quá các bạn ơi. Chú này nhất quyết phải bắt mình vô tù các bạn ơi. Trời ơi, con đã bảo rồi, con không có làm gì hết trơn á. Con vô đây con giải cứu chị con mà chú không nghe con. Ôi, trời ơi, sợ quá bạn ơi. Ôi, có cần gạt. À, chú không đuổi được con đâu. Con còn trẻ, con chạy nhanh hơn chú nhiều. Bấm. Ôi, hên quá. Ôi, hên quá trời ơi bạn ơi. Ok, ok. Ôi, Sam ơi, chị đâu rồi, em nhớ chị quá. Trời ơi. Ê, ổng. Ôi, sao là ổng nữa. Trời ơi, ủa gì đây. Lần này mình phải quánh ổng mà. Rồi giờ sao giờ. Sim không có vũ khí. Ủa sao mình có mấy miếng gà vậy. Đừng nói mình. Bây giờ mình ném mấy miếng gà này vô mặt với ta chú này nha. Trời ơi. Chú ơi. Từ từ. Chú đừng quánh con. Con không làm gì hết trơn á. Ok. Số cầm. À, làm sao đây. Trời ơi. Giờ sao quánh. Số cầm không được. Cầm không được. À mình có cầm rồi. Hi. À Ném. Ném chú nè, chú muốn sao hả? Con ném gà vô mặt chú nè.
đáng ghét này dám ném gà cho mặt ta sao? Đứng lại, ta quánh ngươi mấy rồi nè. Đứng lại, đứng lại. Gì? Trời ơi, nghĩ sao mà cháu đứng lại à? Ơi, ném chú nè, trời ơi. Chú đừng có đuổi cháu nữa. Nè, bùm, bùm. Đó, sợ chưa, sợ chưa. Ui, trời ơi, chú tan thành mây khói luôn. May quá, thì ra là cách tiêu diệt chú này là phải ném gà vô mặt chú ấy hả? Chú cảnh sát hả? Trời ơi, tiêu diệt chú cảnh sát dễ vậy sao? Ôi, laser, laser, cẩn thận, cẩn thận. Ok, 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 ok. Cẩn thận, cẩn thận. Chú, ok, ok, ok. Chú, ok, đã qua nha. Rồi, trời cái gì mà nhiều dữ vậy? Ui, trời mấy bạn mà không đi cẩn thận nha là cái laser đã cắt ngang mấy bạn luôn á. Ui, cái gì đây? Ui, trời ơi, có ai đó đã vượt qua đây rồi các bạn ơi. Đọc với chị tôi quá. Ui, bấm cái cần gà. À, là bây giờ mình cầm mấy cái tấm ván gỗ này để đi qua đúng không? Mình nhảy được không? Bánh xác. Ủa, rồi cái đó đi sao, đi sao, đi sao? Từ từ. Vậy là bấm lại nè rồi, rồi, rồi. Bây giờ mình bấm nè. Rồi mình à, hiểu rồi. Là mình sử dụng mấy cái tấm ván này mình đi qua đây. À, ok ok, cái này dễ, cái này dễ. Ê, đó, quá là dễ luôn. Đây, tôi sẽ cho các bạn học chích của tôi này đó, mình sẽ để cái này ở đây. Ôi. Không có gì cả, mình có thể làm lại được đây. Ok, làm lại thôi, trời có sao đâu, trời này là mình giả bộ thôi chứ sao mình có thể nút gì được đúng không? Đây, ok, mình hạ xuống này. Mình làm lại nha. Ok ok, bây giờ mình sẽ ok ok rồi. Cái này làm sao ta? Qua cái này mình thấy cũng hơi khó nha. Đó, ok rồi, bây giờ mình mình bắt qua đây. Trời ơi, tôi làm gì cho khó trời đó. Trời ơi, sim hay gọi là chơi mấy trò mà làm khó game đó mấy bạn đó. Trời ơi, dễ vậy không làm đấy. Ok, chúng ta đã qua đây rồi nha. Ok ok. Rồi, vẫn chưa thấy chị gái của mình. Trời ơi, chị ơi, rốt cuộc là những người này đã bắt cóc chị đi đâu hả? Cái gì đó? Ôi trời ơi, cái gì đó? À, con nhỏ mèo Simi này, cái muốn trốn người ta sao? Ta sẽ bắt cóc hai chị em ngươi vô đây vĩnh viễn và không quay. Mà ta sẽ cho ngươi nghỉ làm channel YouTube luôn. Cái gì? Nghỉ làm channel YouTube sao? Ông nghĩ ông có thể ngăn cản tôi sao? Còn lâu. Thôi, bắn quả trứng. Sao lại bắn quả trứng? Bắn quả trứng gà. À, ông đỡ, đỡ. Đỡ nè, đỡ nè, đỡ nè, đỡ nè, bắn. Ui, đỡ tiếp, đỡ tiếp. Ê, ông này khô nha bạn, chú này khô nha. Trời ơi, nhưng mà con nhanh hơn. Chú có làm sao nhanh bằng con được. Ui da, ui da, chạy, 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 chạy. Ui, đỡ tiếp, đỡ tiếp, đỡ tiếp. Nhất định con sẽ giải cứu con ra ngoài đây với chị gái của con. À, chú ấy sắp chết rồi. Chú sao, chú sao? Hả? Chú sao? Hả? Không thể nào, ta không thể đổ tuôn con nhỏ mèo xin bị yếu đuối này được, không bao giờ. Trời ơi, chú nói vậy cho khung ngường ha. Chú chơi nguyên một con robot mà con chỉ cầm cái súng trứng gà bắn chú thôi. Chú mãi mãi không bao giờ thắng được con đâu. Hôm nay chính là ngày tàn của chú, bởi vì chú đã bắt cóc hai chị em con. Hơi, hơi, cha, cha, cha. Vậy là được rồi đúng không? Vậy là mình có thể giải cứu chị gái của mình đúng không? Sam ơi, em tới cứu chị nè. Sam ơi, Sam ơi, Sam, Sam ơi, Sam, Sam. Ui, ui, chạy nhà. Ui, chị sao? Em tới cứu chị nè. Trời ơi, tới cứu vậy? Đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà sau 5 tiếng hồi vậy mới tới cứu chị vậy? Ủa mà, Sam nhìn chị giống đâu có bị nhốt bắt gì đâu. Trời, sao nhìn chị đi ngủ ngon dữ vậy? Ủa là sao? Thì đợi em lâu quá, 5 tiếng đồng hồ giờ chén quá, biết làm gì giật ngực chơi rồi. Đi ngủ. Ủa là chị an toàn rồi hả? Đúng rồi, giờ đang ngồi ngủ nè. Sao ơi,